Ê, xe hạng sang nó phải khác chứ. Nếu như có ai đó hỏi em Trung rằng là hạng xe nào mang thiết kế vượt thời gian, rất ít khi lỗi mốt, thì em Trung sẽ không ngần ngại mà trả lời luôn, đó chính là hạng xe Mercedes. Và ngay bên cạnh em Trung đây, đó chính là mẫu Mercedes E250 sản xuất năm 2017. Và một trong những điểm đặc biệt của nó đó chính là xe xuất được hóa đơn cực kỳ cao anh chị nha. Thiết kế từ những năm 2017 nhưng lưới tản nhiệt 2 ngăn cộng theo với đó là logo sao 3 cánh to bản của Mercedes. Thiết kế này theo em Trung đánh giá là tính đến năm 2023 vẫn không hề lỗi mốt. Mercedes thì luôn nổi tiếng trong việc là trang bị những công nghệ tối tân nhất lên dòng xe của mình. Và như chiếc E250 ở đây cũng vậy, trang bị đèn multi-beam LED. Đây là một trong những công nghệ đắt giá nhất ở trên mẫu xe này. Phần thân vỏ của xe thì nước sơn vẫn còn rất là mới. Độ sơn zin vẫn còn lên đến khoảng 90%, ngoại trừ những vết xước răm rất là nhỏ ở đây thôi. Và những cái chi tiết sau hơn 6 năm sử dụng ấy, những cái thanh mạ nẹp chrome này vẫn còn sáng bóng, vẫn toát lên một vẻ nào đó là sang trọng của chiếc E250 này. E250 sở hữu bộ mâm 18 inch 5 chấu thể thao với những đường nét dập nổi cực kỳ là sang trọng, cộng theo với đó là ốp đồng trục có thương hiệu Mercedes. Và một điểm lưu ý ở đây đó chính là bác tài đã thay 4 quả lốp Michelin Pilot Sport 4 nhá. Và chiếc lốp này thì có đặc điểm là khi chúng ta di chuyển trên đường ấy, nếu như gặp sự cố giống như là dính đinh chẳng hạn, thì chúng ta vẫn có thể di chuyển nhịp nhàng mà không cần phải bị gián đoạn một bất cứ một giây nào cả. Tiếp đến là phần đuôi xe, ở đây E250 đã trang bị cốp điện. Và nếu như anh chị có hỏi tôi rằng là chiếc E250 này có đá cốp hay không, thì câu trả lời là đây: đá cốp chạy bằng cơm. Bước vào trong khoang nội thất của chiếc E250 này thì em Trung đánh giá là còn rất là mới. Vì bởi lẽ những cái chi tiết như là ghế bọc da Nappa này không có hiện tượng nhanh hay sờn chỉ, hoặc là những cái khu vực mà vô lăng nơi mà các bác tài sử dụng nhiều ấy cũng không thấy có dấu hiệu của sự xuống cấp. Thì em Trung đánh giá là một chiếc xe chủ đi cực kỳ giữ gìn và còn rất là mới. Còn nếu như mà anh chị em không tin ấy, thì có thể qua trực tiếp tại showroom của Enica để thẩm định và đánh giá em nó nhá. Trang bị an toàn ở trên xe thì dài cả một trang A4, cộng theo với đó là khối động cơ ở trên xe là khối động cơ 2.0 đi cực kỳ mạnh mẽ và bền bỉ. Rồi tất cả những cái hạng mục mà trên xe thì Enica đã kiểm tra 143 hạng mục rồi, có cam kết bằng dấu đỏ của công ty anh chị nhá. Đâu đó ở những năm 2017, khi khách hàng muốn sở hữu chiếc Mercedes E250, chúng ta phải bỏ ra khoảng 2,5 tỷ đồng. Nhưng ở thời điểm hiện tại, năm 2023 rồi, chúng ta chỉ phải bỏ ra khoảng hơn 1,1 tỷ đồng thôi là cũng đã có thể sở hữu ngay em nó rồi. Anh chị nào quan tâm có thể để lại số điện thoại ở phần comment hoặc liên hệ qua số điện thoại hotline của công ty em Trung đang để ở dưới màn hình đây nha, để có thể nhận được nhiều thông tin chi tiết hơn nữa. Enica, xe thật, giá thật.